Hello, chào các bạn. Các bạn ơi, đây là cái nhà kiến của mình đây các bạn. Cái nhà kiến này thì nhỏ thôi. Đó. Mà bữa nay thì coi như là tất cả cái từ cái dựng khuôn cho nhà kiến rồi lắp ráp rồi coi như là làm từng ô đất đồ ở phía trong là trộn đất để mà các thứ là mình đã xong hết rồi. Mặc dù ở trong thì mình mới trồng được có hai thứ thôi. Tại bây giờ là đầu tháng 5 nhưng mà thời tiết ở năm nay ở tỉnh Alberta các bạn ơi xấu lắm. Coi như là liên tục tháng 5 này là hai tuần lễ đầu thì mưa gió rồi còn tuyết nữa các bạn. Thì đây là cái chiều cao của cái nhà kiến nè các bạn. Còn các bạn thấy đây là cái cửa mở ra. Cái cửa mở ra nó có cái cục đen đen đó là nó có cái đồ để gài lại đó các bạn. Thì cái cửa này á nó 4 4 feet đó các bạn. Bây giờ mình quay ở trong cho các bạn xem nha. Gió quá gió luôn, gió mà lạnh nữa các bạn ơi. Đây là phía trong. Giờ mình vô là mình gài lại ở ngoài gió lạnh. Thì mình xin chia sẻ với các bạn. Rồi mình sẽ nói sơ cái cách mà dựng cái khuôn từ cái cây gỗ mà để dựng xuống để xuống dưới đất để mà nó chịu cái nhà kiến này nó như thế nào. Thì các bạn thấy đây là cái gỗ này là chiều dài đó các bạn. Chiều dài cái gỗ này là gỗ 4x4. Đó, thì ông xã mình ổng để ở chung quanh nó là bốn cây gỗ các bạn. Bốn cây gỗ 4x4. Thì khi mà để cây gỗ những cây gỗ xuống đó thì muốn làm cho nó chắc cây gỗ thì các bạn thấy đây là cái cây sắt. Cây sắt này là một một feet rưỡi đó các bạn. Thì ông xã mình mới khoan khoan những cái lỗ để mà để cái cây sắt này xuống, đóng khoan cái lỗ xong rồi đóng cái cây sắt này xuống để mà nó chịu cho cái cây cây gỗ 4x4 này nó cứng đó các bạn. Thì mới dựng cái khung lên. Rồi sau khi dựng cái khung lên rồi đó thì chung quanh các bạn thấy đây là cái nẹp. Đây là cái nẹp để mà chung quanh của cái cây. Đây là cái nẹp này các bạn. Đó, đây là cái nẹp này. Thì chung quanh cái nẹp này nó có 50-60 cái lỗ luôn các bạn. Thì ông xã mình mới bắt ốc xuống, bắt ốc dài xuống dưới ốc đó làm 7 cm đó các bạn. Đó. Các bạn thấy nè, đây là cái lỗ tròn 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 ở đây là đóng những cái cây sắt này xuống đó các bạn. Đó. Rồi khi đóng cho nó cái nẹp này đóng chặt vô trong đó rồi á mình mới dựng lên, mình mới dựng cái khung lên. Dựng cái khung lên rồi ráp những cái miếng này. Thì cái miếng này á thì nó bằng meca. Từ đây đi qua bên đây thì nó 2 feet các bạn. Đó. Không biết bao nhiêu là cái con ốc bắt lên. Rồi các bạn thấy đây nó có cái cây này để mà nó chịu nè các bạn. Đóng xuống đây. Đó. Nó chịu để cho nó cứng cái khuôn đó các bạn. Làm rất là công phu. Rồi khi mà xong cái mọi thứ xong rồi, đóng cái khung gỗ ở dưới rồi dựng lên cái nhà kiến này rồi thì ông xã mình mới bắt đầu làm. Đây là hai cây gỗ 4x4. Thì hai cây gỗ 4x4 này để dưới đất thì các bạn ông xã mình cũng khoan cái lỗ rồi cũng đóng cây sắt này xuống nè các bạn. Mà mỗi lần khoan đóng cây sắt này xuống á, mình thấy ông xã mình dùng búa đó đập xuống mà gồng mình luôn tại cây gỗ này. Cây sắt này ông xã mình đã lỡ cắt dài quá các bạn tới 1,5 feet lần thì cho nó chắc. Cái lối đi á thì ông xã mình đây nè các bạn, đây là những cái lỗ có cái cây sắt nè các bạn. Thì cái lối đi á thì ông xã mình làm 2 cây. Còn cái lối này á từng ô đất á thì ông xã mình chỉ làm 1 cây thôi thì cũng đóng cái cây sắt này xuống đó các bạn. Thì tổng cộng mình có 8 ô. Đó. Đây. Mình chia ra 8 ô. Nhưng mà cái chỗ này á thì mình để cái miếng này xuống, cái miếng dán này xuống đã. Thì mình có những cái mà mình trồng ít ít ở đây á.
cho đủ ăn thôi, cả nhà cho cả nhà ăn á, thì mình trồng ít. Chẳng hạn như các bạn thấy đây là hẹ nè đó. Thì mình chia ra mình trồng ít ít thôi. Còn ngày hôm qua thì mình có chia sẻ với các bạn là mình có quay lên là mình trồng cái rau diếp cá này xuống đó. Đó. Thì tối đó thì tối trời cũng còn lạnh các bạn đó, thì mình lấy hai cái thùng này mình thử ít thôi. Mình lấy hai cái thùng này mình đậy lên thì sáng nay cái mình ra mình thấy nó tươi là mình mừng quá rồi, mình cũng sợ nó chết nữa. Nhưng mà cái rau diếp cá nó có, mình có trồng nhiều lắm, mình trồng trong nhà đó, thành ra mình nói lỡ mà nó có chết đó thì tiếc thiệt, nhưng mà mình cũng còn. Thì sáng nay mình thấy nó tươi quá cái mình mới lấy ra thêm nữa nè, mình lấy ra thêm mình trồng nữa, coi như là cái khung này cái ô này thì mình trồng sắp giáp rồi. Thì ở trong đây mình cũng chia sẻ với các bạn là cái đất mình pha, tại vì các bạn thông cảm, bởi vì mình làm á, cuộc sống về bây giờ mình về hưu rồi đó, thì mình ở nhà mình trồng rau cải rồi cho vui, thì coi như là mình các thứ quay phim rồi này, quay clip rồi mình tự biên tự diễn. Rồi chồng con ấy thì ai cũng bận hết, lâu lâu ấy thì cũng giúp giùm mình, quay giùm mình chút. Thì cái đất này á thì mình trộn với cái đất của nó, cái đất nguyên thủy của nó đó các bạn, thì mình đào lên mình đánh tơi ra xốp ra, thì mình trộn với cái đất mà người ta trồng cỏ người ta cho mình đó, với mình trộn với cái đất mà mình mua mình order đó. Thì các bạn thấy đây là nó trắng 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 nè, đó là cái đất ra mà người ta cho mình đó các bạn. Thì mình có trộn một chút xíu, mỗi một ô vậy thì mình có trộn khoảng chừng 2 lít đất nấm con mình nó đi sinh cho mình đó, nó là 4 ô này đó. Còn phía bên đây á, thì ngày hôm qua mình trộn đất nấm nó hơi nhiều, mình không có trộn cái đất mà trồng cỏ. Bên này làm trộn đất nấm nó hơi nhiều một chút. Thì xong rồi ông xã mình mới đóng những cái kệ cho mình. Các bạn thấy cái mấy cái kệ ông xã mình đóng rất là chắc. Đó. Các bạn thấy đây nè. Ổng cái gỗ này hai cái ổng nhập lại thì cũng bằng một cái gỗ 4x4, ổng đóng lên. Nó đó. Ổng đóng lên đây rồi. Những cái sắt này thì ông xã mình ổng cưa ở trong hãng và ông khoan ông hàng ở trong hãng đó các bạn, rồi ông về ông chịu đây cho nó chắc á, để trên đây mình có để nhiều khi lỡ mình để cái đồ gì nặng đó thì nó cũng chắc á các bạn đó. Thì ông xã mình ông các bạn thấy rất là chắc, ông xã mình ông đóng những cái miếng này vô để nó chịu cái cây này đó các bạn đó. Chung quanh đây chính giữa này ông xã mình làm một cây, rồi phía bên kia một cây đó. Coi như mỗi một hàng vậy là ông xã mình đóng tổng cộng là 3 cây. Nó ở phía bên đây cũng vậy. Thì ở trên này ngay chỗ nối lại hai cây gỗ này nối lại với nhau á. Tại vì gỗ này một cây mình cũng không rõ nó là bề dài nó mấy feet nữa. Nhưng mà ông xã mình phải cắt ra rồi cái ổng đóng lại, thì ổng đóng lại cái miếng này vô nhìn cho nó đẹp với này nó chắc vậy thôi. Các bạn thấy là coi như là cái nhà kiến mà khi mà hoàn tất cái nhà kiến này thì nó biết bao nhiêu cái công sức đây. Nếu mà mình nói thiệt, nếu mà trở ngược lại thời gian á, thì mình chỉ muốn một cái này thôi, mình không muốn một cái thứ hai nữa là cái bên kia bây giờ, nhưng mà nó cũng chưa có xong các bạn. Ông xã mình cũng còn làm mấy thứ nữa, đóng khuôn đóng kệ được cho mình nó mới xong, mà bây giờ coi như là mọi thứ nó cũng lỡ rồi, mình đã mua hết 2 cái rồi, quá nhiều công sức các bạn ơi, quá nhiều cực luôn. Phần ông xã mình cũng lớn tuổi rồi đó, thì ông thấy mình bây giờ về hưu không có đi làm nữa, ở nhà buồn á, thì ông cũng chiều mình ông làm vậy thôi, nhưng mà mình thấy cực quá các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái cách mà ông xã mình ông lắp ráp cái nhà kiến cho mình, rồi đóng khuôn từ ở trong, rồi đóng kệ rồi này kia. Nếu các bạn nào mà ở tỉnh Alberta thời tiết nó cực lạnh thì các bạn có thể, nếu các bạn mua thì các bạn mua một cái nhà kiến này đi, mình tốn tiền nó hơi nhiều một chút xíu nhưng mà nó chắc chắn các bạn. Mấy bữa trước á, gió đó mình cứ cái nhà kiến bên kia mình cứ sợ là nó tung nó bay lên trời luôn đó các bạn, mình sợ quá, sợ mỗi lần gió mình sợ quá các bạn ơi. Còn cái nhà kiến này thì mình yên tâm hơn đó. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn, với lại khoe với các bạn là cái nhà kiến của mình
coi như là mọi thứ đã xong hết rồi, mình cũng rất là vui. Thôi mình ở đây thì mình sẽ trồng mé bên tay phải cái ô cuối cùng thì mình sẽ trồng cái rau rau cải xà lách son, kế đó là díp cá là mình đã trồng xuống rồi. Còn cái ô thứ ba này thì mình sẽ trồng mình sẽ trồng ngò gai. Còn cái ô này mình sẽ trồng rau má. Còn bên này chắc là mình sẽ trồng rau muống rồi mình trồng cái bẹ dúng đó các bạn. Thôi mình chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn các bạn cái video sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Bye bye.